Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhận voucher 1 BUSD nha các bạn. Thì để nhận được 1 BUSD này thì các bạn cần có là 0.1 BUSD nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần có một tài khoản trên sàn Binance và hoàn thành KYC nha các bạn. Thì sự kiện của này mình không biết end vào ngày mấy nha các bạn, nên các bạn càng làm sớm càng tốt nha các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào mũi tên nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào mục Binance ID nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn copy cái link ID này với phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Có 8 chữ số đó. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Các bạn bắt vào đây nè, các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi sau đó bấm ok nè, các bạn gỡ là 0.1, đúng là 0.1 BUSD nha các bạn. Rồi bấm continue luôn. Rồi bấm continue cái nữa nha các bạn. Rồi các bạn send code send mail nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào submit nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục voucher này các bạn, bạn đừng bấm vào mũi tên, các bạn bấm vào mũi tên là các bạn sẽ nhận không nhận được nha các bạn. Bấm vào fan nè. Voucher. Rồi bấm vào view nha các bạn. Ok, mình đã nhận được một BUSD nha các bạn. Rồi sau đó bấm vào redeem này các bạn. Rồi các bạn bắt up lại thì các bạn sẽ nhận được là một BUSD của tài khoản chính của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi, vậy video của mình đã hướng dẫn các bạn nhận một BUSD đến em kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.